Chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay tiếp tục giới thiệu là cái con máy sấy cải tiến của anh Kiệt nha bà con. Bà giữ. Quá dư lực tại DC70, cái đầu DC70 quá dư lực. Đồng quê bắt ngát sành mực quá đẹp không bà con, cảnh rất là đẹp. Thank you.
nghe nói đầu tư cái con này chắc cái trên 100 triệu của bà con. Trời quá dữ. DC-70 quá mạnh, cái đầu quá mạnh. Đầu Cua Tha. Con mạnh quá, con hoành quá mạnh, chạy xuống. Đồng thời cũng qua video này cũng giới thiệu cho bà con cái phong cảnh nông thôn mình ở miền quê mình rất đẹp mà bà con. Rất là đẹp đó bà con. Hiện tại thì con máy xe cải tiến của anh Kiệt này đang xảy ra số 2 xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một cái góc vườn quê nhỏ thôi bà con. Ở đây là cái nhà, cái hàng rào đẹp mà bà con. Bà con thấy đẹp không? Bà gào đẹp. Cái đầu máy chạy đã thì các bà con đã thiệt. Nói đầu tư con này trên 100 triệu, 120 triệu, kém quá mà con nhé.
Chân thành cảm ơn bà con xem video này, bà con nhớ đăng ký, ta chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất, hẹn lại bà con video kế tiếp.